cái bệ đem quan sát đó chính là cái toàn cảnh dẫn vào bên trong cái ngôi nhà cấp 4 đây nè các bạn. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 ở nông thôn, rất là đơn giản các bạn. Với cái chiều rộng là 4,5m, chiều dài là 20m, và cái phần mà nở hậu phía bên này là các bạn là 2,5m nha các bạn. Và một cái mẫu nhà mà rất là kinh điển ở nông thôn và các bạn rất là thường hay gặp. Cái phần nở hậu phía bên hai bức cửa này không có làm cái sảnh bên nha các bạn, mà chỉ làm cái sảnh trước 2,5m thôi. Nhà này nhìn thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà ở phía bên trong cái việc phối màu và lựa chọn cái vật liệu cũng rất là sáng các bạn. Cái mẫu nhà mà nó nở hậu như thế này đó các bạn cũng rất là thường gặp ở nông thôn, vì quan niệm là nở hậu để mà tạo sự may mắn và đón tài lộc đó các bạn. Cái nhà mình nở hậu như thế này thì các bạn rất là thường gặp ở nông thôn các bạn, vì bà con mình quan điểm là nở hậu để đón tài lộc của các bạn. Kèm theo đó là nở hậu ở phía sau đó, làm cho ngôi nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn các bạn, và nó tạo thành một chữ L, nó cũng rất là có duyên các bạn. Cái phần cửa bốn cánh thì được thiết kế là cửa sắt nha các bạn, cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng rất là dễ thương. Còn cái cột phía trước thì là cột vuông nha các bạn, cột vuông 25-25. Còn cái chân đế thì là cái chân đế vuông ốp gạch chỉ. Còn cái nhà này nó cũng đang trong cái giai đoạn hoàn thiện các bạn. Hôm nay thì chủ nhà đã dọn vô, và còn cái phần sân ở phía trước thì đã xong rồi các bạn. Cái sino thì được giả sino và xây thành và ốp gạch chỉ nha các bạn. Còn cái cột thì chính là cái cột vuông 25-25. Và còn cái cửa chính thì hai bên cái bệ kĩa, bạn bè cửa là được ốp gạch 60-60 các bạn, tạo dựng cái khoen bằng cái gạch màu đỏ. Còn cái trần thì được đóng trần li ba giả steno nha các bạn. Cái khu vực mình đang đứng đây là cái khu vực sảnh. Sảnh này rộng 2,5m nha các bạn. Cái cửa bốn cánh của cái nhà này thì được thiết kế là cái cửa sắt nha các bạn. Cái cửa sắt sơn tĩnh điện. Còn cái bệ cửa bên đây là dán gạch 60-60, tạo cái khoen bằng cái gạch đỏ nè, gạch nâu đỏ. Và bây giờ mình đang tiến vào bên trong cái phòng khách nha các bạn. Cái phòng khách này là rộng 4,5m thôi nha các bạn. Gạch thì được ốp cao lên 1,5m. Trần thì vẫn được đóng trần li ba nha các bạn. Hai cái phía bên trái và phải của cái nhà này được gắn hai cái cửa sổ rất là to. Cái nhà cấp 4 này nó cũng đang trong cái thời gian hoàn thiện đó các bạn. Hôm nay phía bên cái đội hồ và cái đội điện cũng cố gắng hoàn thiện để kịp giao cho chủ nhà đó các bạn. Đây là cái lối đi chung này nha các bạn. Cái lối đi chung này rộng 2,5m và nhà này được thiết kế là hai cái phòng ngủ. Gạch thì cũng vẫn được ốp cao lên 1,5m nha các bạn. Còn ở trên đây thì được nhấn một bữa cái viên gạch viền các bạn. Còn từ cái viên gạch viền này trở lên đó thì là sơn màu trắng hết nha các bạn. Trần của cái lối đi này vẫn được đóng trần li ba nha các bạn. Ở đây là mình đang tiến về phía sau là cái khu vực bếp và cái nhà vệ sinh thì được đặt ở phía sau các bạn. Cái khu vực nhà vệ sinh thì giờ chia ra làm cái khu vực hai nhà tắm và nhà cầu, được đặt ở phía cuối của cái nhà này. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phần nở hậu phía bên 2,5m các bạn, được gắn cái cửa hai cánh cửa sắt đó các bạn.
Về cái gạch nền của nhà này thì được ốp gạch là lát gạch là 60-60 các bạn, màu trắng dân sẹt cẩm thạch đó các bạn, sẹt đá cẩm thạch. Cái vị trí mình đang đứng là cái bếp và cái phòng ăn ở phía sau các bạn. Có thể nói cái nhà này được bố trí vật liệu và phối màu rất là sáng các bạn, lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Vì do phía bên cái chữ L này nè, mình sẽ rất là thuận lợi để việc mà mở những cái cửa sổ phía bên chữ L đó, giúp cho căn nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn. Cửa thì được thiết kế là cửa nhôm nha các bạn. Đây chính là cái vị trí cái phòng ngủ đầu tiên các bạn. Phòng ngủ thì cũng được trần lima, cũng được sơn với một cái màu sơn trắng làm chủ đạo các bạn. Cái nhà cấp 4 này được thiết kế là một mái nha các bạn, rất là đơn giản từ việc trang trí cho đến cái kiểu dáng đó các bạn. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này là điều cũng rất đáng mơ ước phải không các bạn. Và cái mẫu nhà này nó rất là phù hợp cho chúng tôi vợ chồng trẻ mới ra riêng các bạn. Về cái kinh phí thì cũng không nhiều, về cái không gian sử dụng là cái công năng thì nó đầy đủ các bạn, rất là phù hợp. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà cấp 4 ở nông thôn đỡ hậu với chiều rộng là 4,5m và chiều dài là 20m ở nông thôn gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.